À, mẹ thấy con nấu canh ngon không? Ngon lắm. À, giới thiệu với mẹ, đây là canh rau nhà trầm, thịt xay ra, gồm có rau đậu đen, lá rau lang, chỉ lấy lá không thôi nó mới mềm, nó mới ngọt. Cho một tí mắm tôm hải hậu vào nữa, chút chút xíu thôi, nó có vừa vị ngọt vừa vị thơm. Tôm còn nhiều lắm nhưng con chưa cho Con tôm vì khéo thịt lắm. xay rồi. Có thấy mẹ thấy con dai có khéo không? Khéo lắm. À, rồi cái món trứng đúc thịt này mẹ ăn xem có mềm không? Ngon ơi là ngon. Đúng. Với người già thì làm vừa tới thôi, đừng có cháy quá nó mới mềm. Mà bí quyết là phải xay hành ra đấy. Hành nó nằm, hành xay nằm ở trong này này, nó mới thơm. Ăn không biết mùi hành đâu, nhưng mà thiếu nó là hỏng vị ngay. Ngon lắm. Ngon không? Thế ở với con có thích không?